Thiền Lòng Bát Bộ Hậu Truyện, hồi thứ 15. Ngữ khí vô cùng hân hoan vui vẻ, bảy thiếu nữ cùng tiến lên trước, sau đó lại đứng thành hai hàng, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Giật Chân. Nô tỳ bái kiến chủ nhân, cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân rồi. Giật Chân sững sờ cả người, thầm nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên nhớ tới tám thiếu nữ mà Quách Hắc gửi tới. Lúc đó chỉ nói chơi một câu thôi, ai ngờ chuyện cũ đã qua nhưng họ vẫn tìm đến Giật Trần. Giật Trần đứng phát dậy, nâng hai tay, thiếu nữ đứng đầu dậy. Tám vị muội muội mà đứng dậy, tại hạ không dám nhận đại lễ như vậy đâu. Hòa thượng kia càng ngạc nhiên hơn, vừa lắc đầu vừa nói, không thể hiểu nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoàn công tử học tập tiền nhân, ngay cả nô tỳ cũng khéo léo như vậy, lão nạp bội phục. Giật Trần lắc đầu cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Thiếu nữ đứng đầu dẫn những người còn lại đứng lên, sau đó nói: sau khi chủ nhân rời đi, đạo trưởng đã đưa 8 tỷ muội chúng ta đến trạch phủ để chúng ta đi tìm chủ nhân. Người còn nói nếu có tìm được hay không là do tạo hóa của chúng ta, người cũng không muốn giữ chúng ta nữa. Tỷ muội chúng ta chỉ đánh lưu lạc khắp nơi để đi tìm, đường lớn đường nhỏ chúng ta đều tìm, lo lắng khôn nguôi. Nhưng không ngờ có thể gặp được chủ nhân ở đây. Nói xong nàng còn rơi ra vài giọt lệ. Mấy lời nàng nói vô cùng đơn giản, nghĩ qua cũng có thể biết được bọn họ chắc chắn đã phải chịu không ít ủy khuất trên con đường tìm kiếm gian nan vất vả này. Vậy nên từ tận đáy lòng, Giật Trần cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Đang định mở miệng nói thì một thiếu nữ mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh đã mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Giật Trần. Chủ nhân, sao trên mặt người lại có vết máu thế kia? Nói xong, một thiếu nữ y phục màu vàng cũng bước vào trong. Tay nàng cầm một chậu nước. Tiếp sau đó, thiếu nữ mặc y phục màu hồng xé một mảnh vải trên người mình ra, khẽ khẽ nhúng xuống nước rồi lại tới gần lau vết máu cho Giật Trần. Sau đó một thiếu nữ đứng tận đằng sau mặc y phục màu tím tháo tay nải ở trên lưng xuống, cởi tay nải ra. Thì ra đó là một bộ y phục, màu trường bào màu xanh, một kim quan đội đầu, một đôi ủng đen. Thiếu nữ đứng đầu nói: chủ nhân, nô tỳ chân tay vụng về, nếu y phục không vừa với chủ nhân thì mong người đại lượng bỏ qua. Sau đó nàng lại cúi đầu đứng sang một bên. Giật Trần còn chưa kịp nói gì, hòa thượng đã cười nói: đoàn công tử dù có là cùng nữ bên cạnh hoàng đế thì cũng chưa chắc đã được tinh tế như vậy đâu. Nói rồi hòa thượng xoay người nhìn tám thiếu nữ. Tám thiếu nữ định đoạt tạo hóa thiên địa, thật đúng là khiến cho người ta vô cùng choáng ngợp. Ha ha, giống như lục mạch thần kiếm của đại lý Vân Nam thiên hạ vô địch, nếu không nhìn y phục thì chắc là giống hệt nhau. Đại thiên thế giới không điều thần kỳ gì là không có, đoàn công tử đúng là có diễm phúc. Giật Trần cũng không phân biệt được ai với ai, chỉ đành cười khổ. Thiếu nữ đứng đầu tiến lên trước sau, đó nói: chủ nhân, chúng ta đều có tên, tên đó là do đạo trưởng đặt, nô tỳ tên là Phú Cầm. Nàng chỉ thiếu nữ mặc y phục màu xanh nói, nàng ấy là nhị muội, tên là Ngọc Kỳ. Người mặc y phục màu vàng là Thị Thư. Còn nàng ấy là tam muội, người vừa lau máu cho chủ nhân là tứ muội, đạo trưởng gọi nàng ấy là Phúng Họa. Người mặc y phục màu tím là người cắt may giỏi nhất thiên hạ, ngũ muội Thi Tình. Lục muội mặc y phục màu lam nhạt, tình thông thuật dịch dung, nàng tên là Từ Vận. Thất muội mặc y phục màu trắng tên là Ca Linh. Khúc nhạc chúng nô tỳ biểu diễn đều do muội ấy soạn ra, hơn nữa nàng còn hát rất hay. Nếu nàng có tiếng hát thì ngay cả chim chóc cũng dừng lại để lắng nghe giọng hát của nàng. Bất luận bát muội võ hồn mặc y phục màu đen, nàng giỏi múa nhất chính là bài múa lần trước chúng nô tỳ đã biểu diễn ở trước mặt chủ nhân ở trong trạch viện của đạo trưởng. Nói xong nàng liền lui sang một bên. Nghe xong lời của thiếu nữ đứng đầu, Giật Trần có chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy tiếng cười của hòa thượng kia. Ha ha, cầm kỳ thi họa thì tử cả võ, không thiếu một cái nào. Chủ nhân trước kia của tám thiếu nữ này đúng là tiền nhân, lão nạp vô cùng mong chờ được gặp vị cao nhân thế ngoại này. Giật Trần nghe xong càng thêm cảm thán, vị Quách Hắc lão nương đã khổ tâm, không ngờ người lại thiền vị bản thân đến vậy. Tấm lòng của Quách Hắc không biết bao giờ có thể bao đáp nổi.
Tuy các nàng mỗi người mang một cái tên riêng, tuy y phục của mỗi người khác nhau, nhưng dáng vẻ lại giống nhau, ngay cả giọng nói cũng là giống nhau y hệt. Giật Trần vẫn không thể phân biệt ngay được. Ngọc Kỳ và Phủ Cầm nhẹ nhàng bước tới trước mặt Giật Trần. Hai nàng gỡ bảo kiếm sau lưng Giật Trần xuống. Hòa Thượng và Giật Trần đều ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì thanh bảo kiếm đã ở trên tay của Ngọc Kỳ. Điều kỳ quái đó là Ngọc Kỳ chỉ dùng một tay mà có thể nhấc thanh bảo kiếm của Giật Trần một cách nhẹ nhàng. Hòa Thượng bắt đầu trở nên hồ đồ. Thiếu nữ này thân hình mảnh khảnh, đáy thắt lưng ong, tay như măng trúc, cả người chưa nặng đến 50 cân nhưng lại có thể nhấc được thanh bảo kiếm nặng tới như vậy. Lẽ nào nàng ta cũng là có võ công cao cường? Đúng là không thể nhìn qua mà đánh giá được. Lúc này cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy tám thiếu nữ này rất là thần bí. Thiếu nữ thì tình mặc y phục màu tím, bước lên cầm trường bào mặc lên cho Giật Trần, sau đó lại để anh ngồi xuống ghế, chỉnh chu đội chiếc kim quan đẹp đẽ lên cho Giật Trần. Tử Vận mặc y phục màu lam nhạt quỳ xuống, cởi bó đôi ủng rách nát của Giật Trần ra. Tuy từ nhỏ Giật Trần đã được người khác hầu hạ tận tình, nhưng hắn chưa bao giờ được tám thiếu nữ giống nhau hầu hạ như thế này. Không biết đây là phúc phần tù mấy kiếp mới có được. Trong lòng Giật Trần cảm thấy không nỡ, nhưng lại không muốn làm phiền các nàng, nên chỉ đành làm theo ý của bọn họ. Hòa Thượng đứng bên trên mặt luôn nở nụ cười, đợi Tử Vận và Thư Tình mặc y phục và giày cho Giật Trần xong. Thị Thư mặc một thần áo vàng bước tới, nàng lấy từ tay phải ra một chiếc áo choàng màu vàng mặc vào giúp cho Giật Trần, điều sái tuấn tú vô cùng. Thực ra Giật Trần vốn cũng là rất đẹp trai, nhưng vừa mới trải qua quãng thời gian tôi rèn nên mới có dáng vẻ chật vật như vậy. Vừa mặc lên bộ y phục hoa lệ, Giật Trần đã trở nên vô cùng anh tuấn. Phùng Họa giúp Giật Trần chỉnh lại một lượt. Chủ nhân đã xong hết rồi đó. Giật Trần chợt cảm thấy ngại ngùng. Được được, Phủ Cầm, các nàng đã mệt rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi đi thôi. Phủ Cầm cười dịu dàng. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, nô tỳ không mệt. Chủ nhân và đại sư ngồi xuống uống trà, chúng tỷ muội sẽ biểu diễn một khúc nhạc cho hai người. Không đợi Giật Trần đáp lại, Phủ Cầm và các thiếu nữ còn lại đã đứng vào vị trí của mình. Bốn người tấu nhạc, bốn người múa. Hòa Thượng và Giật Trần cảm thấy hoa mắt. Thi Tử Cà Vũ, bốn nàng đứng lên. Bốn nàng mặc y phục trắng đen lam nhạt và tím đứng dựa vào nhau, cùng nhảy múa. Từng động tác uyển chuyển đẹp đẽ. Màu sắc y phục các nàng hòa lẫn vào nhau, như chúng có thể biến đổi màu sắc được vậy. Chỉ từ bốn màu sắc đơn giản nhưng lại biến thành 6, 8 rồi 10 màu, giống như một bông hoa đẹp đẽ bùng nở, khiến cho người xem vô cùng choáng ngợp. Không biết dùng mỹ từ gì mới có thể miêu tả được hết vẻ đẹp này. Lúc này Hòa Thượng không kìm được phát ra một tiếng kinh ngạc, cảm thán vạn vật thần kỳ. Hòa Thượng lại ở bên bàn trà cầm lấy một vài tờ giấy trắng, rồi lại lấy bút lông từ trong người mình ra, dùng những màu mực khác nhau được bày sẵn trên bàn vẽ lại chân dung của tám thiếu nữ. Qua một tuần trà, chân dung của tám thiếu nữ đã hoàn thành. Giật Trần vẫn luôn đứng bên xem, cũng luôn miệng khen không ngớt. Đại sư đúng là phi phàm, bố cục của bức họa này thật không cần gì phải bàn cãi. Hơn nữa nhìn tám người họ ai ai cũng sinh động như thật. Dù là y phục hay dung mạo, hay từng động tác của họ đều trông vô cùng sống động. Chỉ e bức họa này không thua gì họa thánh ở nước Ngô. Lê Ám đại sư cũng khiêm tốn. Ha ha, Đoàn công tử đã quá khen, bần tăng chỉ là thấy cảnh đẹp cảm thán không thôi. Hơn nữa bần tăng từng học vẽ, hôm nay thấy cảnh đẹp khó tả nên mới giờ học nghệ ra, vẽ thử một chút, đúng là đã khiến cho Đoàn công tử chê cười rồi. Giật Trần mỉm cười, đại sư đã khiêm tốn. Vừa nói xong thì khúc nhạc kết thúc, Hòa Thượng chắp tay tán thưởng. Tám thiếu nữ khom người cảm tạ rồi lần lượt đứng sau người Giật Trần. Lúc này họ mới nhìn thấy mấy người của mình giáo bị Hòa Thượng điểm huyệt. Chắc ngay cả bọn chúng cũng quên rằng bản thân đang bị điểm huyệt. Người nào người nấy mở miệng trừng mắt, dường như họ đã quên đi tất cả, cảm thấy như bản thân mình được gặp những vị tiền nữ giáng trần vậy. Hòa Thượng lại gần để giải huyệt cho mấy người họ. Sau khi giải huyệt họ xong, những người này khuỵu xuống đất, ai ai cũng bỏ lên kêu cứu. Mong Phật sống tha mạng, chúng ta không dám nữa đâu ạ. Hòa Thượng mỉm cười. Bần tăng là Hòa Thượng nên sẽ không ra tay giết các người. Nhưng nếu đã như vậy, bần tăng muốn đến núi của các người một chuyến.
Lão đại của đám người đó lập tức nói: "Vâng, có thể. Lão Phật sống nhìn chúng vật gì đều có thể lấy đi, để tiểu nhân dẫn đường, xin mời." Nói xong, hắn níu lấy người của vài huynh đệ khác đứng dậy, tiếp đó lại quay ra nhìn tỉ muội Phủ Cầm, rồi mới bước ra ngoài. Hòa thượng chắp tay nói với Đoàn Giật Trần: "A Di Đà Phật, Đoàn công tử, ngày tháng còn dài, có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ chúng ta đành phải ly biệt tại đây, mong Đoàn công tử bảo trọng." Đoàn Giật Trần định giữ hòa thượng lại, nhưng thấy tình hình hiện giờ, Giật Trần đành chắp tay: "Cũng mong đại sư bảo trọng." Giật Trần nhìn ra được Lê Ám hòa thượng nhất định có một thần công phu cao cường. Dù hòa thượng có một thần một mình đến xào huyệt của bọn chúng thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vị hòa thượng chỉnh lại cà sa cùng đám người bước ra quán trà rồi đi về phía tây. Giật Trần đứng trước quán trà đến khi bóng dáng của vị hòa thượng biến mất hoàn toàn, Giật Trần mới xoay người đi vào. Phủ Cầm liền bước lên hỏi: "Chủ nhân, chúng ta nên đi về đâu?" Đoàn Giật Trần nhìn Phủ Cầm rồi nhìn bảy thiếu nữ còn lại, ai cũng xinh đẹp mê người. Trong lòng Giật Trần vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không thể dẫn toàn bộ bọn họ về hoàng cung. Lúc phụ hoàng mẫu hậu hỏi thì biết đáp lại làm sao đây. Giật Trần bắt đầu do dự, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Phải làm sao mới tốt đây? Phải giải thích với phụ hoàng và mẫu hậu như thế nào? Nói là do bằng hữu tặng ư? Lý do này e là sẽ dẫn đến nhiều chuyện, vô cùng phiền phức. Ta phải làm sao bây giờ? Đang trong lúc suy tư, đột nhiên có một con ngựa phi từ hướng đông tới, chớp mắt đã phi đến trước mặt. Cả người con ngựa dính đầy máu. Tám thiếu nữ đằng sau Giật Trần thấy vậy, cả tám người đều không hẹn mà cùng đứng lên chắn trước mặt Giật Trần. Giật Trần tỉ mỉ xem xét sau đó vui vẻ cất tiếng: "Thái Bình, Thái Bình, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Sao mày lại vội chạy tới đây?" Con ngựa này chính là con ngựa mà hắn đã cưỡi, mà ngày ấy cũng chính hắn đã tặng nó cho Tiểu Vũ cô nương. Bảo mã Thái Bình thấm đẫm mồ hôi và xương máu của Đại Uyên. Sau khi Thái Bình nhìn thấy chủ nhân thì vui mừng khôn xiết, không ngừng hí lên, cũng không ngừng rụi vào trước ngực Giật Trần, nét mặt vui sướng. "Thái Bình làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này vậy?" Theo như tính cách của Thái Bình, như vậy cô nương Tiểu Vũ có thể nào đang ở gần đây hay không? Trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc vui mừng kích động, lập tức liền có quyết định. "Tám vị muội muội, phía trước khả năng còn có một vị bằng hữu, chúng ta mau đi về phía trước thôi." Bát nữ cùng nhau đáp lại: "Tuân lệnh chủ nhân." Vừa muốn đi, Giật Trần vừa sờ bên hông: "Không được, của ta." Vừa nghĩ tới Tiểu Vũ thì hắn mới nhớ tới cái túi nãy kia chưa có cầm theo. Đang muốn xoay người quay lại quán trà thì một bóng người mặc bộ đồ màu xanh lục đang cầm trên tay cái túi nãy kia: "Chủ nhân, ngài có phải là đang tìm cái thứ này hay không?" Trong lòng Giật Trần tâm tư hết sức là vui vẻ, tiện tay cầm lấy đeo ngang ở bên hông mình rồi nói: "Muội muội Ngọc Kỳ, muội thật là tốt." Hắn cũng hưng phấn mà ôm Ngọc Kỳ một cái. Ngọc Kỳ lại một lần nữa mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. Giật Trần thấy bộ dạng xấu hổ của cô, ửng vàng giống như chiều tà hoàng hôn, vô cùng xinh đẹp, trong lòng thì càng thêm vui sướng vạn phần. Có bát nữ này làm bạn, còn cầu mong gì hơn nữa? Nhưng hắn vẫn là đang muốn đi tìm Tiểu Vũ. Ngọc Kỳ đỏ mặt dắt ngựa nói: "Chủ nhân, mời ngài lên ngựa." Giật Trần nhìn chư nữ: "Tám vị muội muội đi bộ, ta làm sao có thể một mình cưỡi ngựa được đây?" Vì vậy Giật Trần kiên quyết cũng không chịu lên ngựa. Phủ Cầm cũng đi lên trước mà nói: "Ngài là chủ nhân, chúng ta chỉ là nô tỳ. Chủ nhân đương nhiên là nên cưỡi ngựa, mà nô tỳ thì tất nhiên là phải đi theo, mà tất nhiên nô tỳ là phải đi theo sau hầu hạ." Giật Trần lại nói: "Muội muội tốt, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cho tới bây giờ cũng không có xem các ngươi là nô tỳ, hiện tại không và sau này cũng sẽ không. Giật Trần ta không biết mấy đời đã tu luyện có phúc, lại có thể được tám vị muội muội đầy chiếu cố. Ta vĩnh viễn sẽ không đem tám vị muội muội xem như là nô tỳ. Mặc kệ chúng tỷ muội Phủ Cầm có nói như thế nào, Giật Trần chính là kiên quyết không lên ngựa. Hơn nữa mấy câu nói của hắn đã làm cho chúng tỷ muội Phủ Cầm hết sức cảm động. Các nàng từ nhỏ đã được Hắc lão đạo nuôi lớn, mỗi ngày đều huấn luyện nghiêm khắc, nhất định là tránh không được bị quát mắng cùng đánh chửi. Chưa từng nghe qua được những lời nói như thế này bao giờ. Trong lòng đã là sớm vô cùng cảm động. Vì vậy 9 người cùng nhau bộ hành. Bảo mã Thái Bình ở phía trước dẫn đường,
Tỷ muội Phủ Cầm thấy tính tình Giật Trần hiền hòa, không có cái gọi là chủ nhân nghiêm nghị như người khác, cho nên nói chuyện cũng liền nhiều hơn một chút. Dù sao các nàng vẫn là những người còn trẻ, tám người nói chuyện một hồi liền cười nói trêu ghẹo lẫn nhau. Giật Trần cũng nói chuyện trêu đùa cùng với các cô gái. Ngọc Kỳ bước chậm hơn mấy bước, Giật Trần cũng đã lập tức nhìn ra. Kỳ thực tám nàng giống nhau như đúc, chỉ là quần áo cùng nhan sắc thì không có giống nhau. Ngọc Kỳ là một thần bích lục nhưng lại mang theo bảo kiếm, cho nên Giật Trần rất nhanh đã nhận ra. Muội muội Ngọc Kỳ, nàng có mệt không? Tới đây, muội lên ngựa đi. Nói xong liền kéo Ngọc Kỳ tới. Tay Ngọc Kỳ bị Giật Trần cứ thế kéo đi, khuôn mặt lại là đỏ bừng lên. Chủ nhân, ta... Giật Trần không để, cô gái nói xong, liền dừng ngựa lại. Kéo tay cô gái qua đó, tháo thanh bảo kiếm từ trên người nàng xuống, nhẹ nhàng đỡ yên ngựa. Lúc đầu Ngọc Kỳ muốn cự tuyệt, nhưng cô cũng không biết mở miệng như thế nào. Khuôn mặt vẫn là ửng hồng như vậy. Giật Trần nhìn thấy Ngọc Kỳ như thế, nhìn nàng ngồi trên yên ngựa, gương mặt thẹn thùng trông rất là kiều diễm, cho nên hắn mới nhìn cô cười nói: Ngọc Kỳ muội muội, hai tay giữ lấy cương. Ngọc Kỳ nghe lời kéo cương ngựa, còn hướng về phía Giật Trần khẽ cười nhẹ. Giật Trần xoay người vừa muốn đeo thanh bảo kiếm lên lưng, Phủ Cầm lại nhận lấy nó. Chủ nhân để tôi, chủ nhân chỉ thiên vị nhị muội muội. Phủ Cầm một lời nói ra, mọi người cũng nói theo những lời lẽ hoa văn thơ ca như vậy, còn có ai ai cũng bĩu trước miệng nhỏ nhắn, mà Giật Trần cũng chẳng còn biết nên nói cái gì. Các vị muội muội đừng như vậy, ở trong lòng của ta các muội đều là giống nhau. Ngọc Kỳ có chút mệt cho nên ta để muội ấy ngồi ngựa nghỉ ngơi một chút. Như vậy chúng ta không phải là có thể đi nhanh một ít rồi đúng không? Ha ha. Chúng nữ vẫn chưa ngừng thì thầm bàn tán, Phủ Cầm lại nói tiếp: Ở đâu lại có chuyện nô tỳ ngồi ngựa còn chủ nhân đi bộ được chứ? Ngọc Kỳ cũng quá là không hiểu chuyện rồi. Giật Trần đứng ở một bên mỉm cười nói: Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao, ta không hề xem các muội là người hầu. Bổng Họa cũng tiếp lời mà nói: Vậy cũng không được, hoặc là đại tỷ người xem, hay là để chúng ta cùng với chủ nhân cùng lên ngựa. Lời này vừa nói ra, các tiểu muội khác cũng đều phụ họa theo. Phủ Cầm đi lên trước đỡ Giật Trần lên ngựa. Giật Trần chối từ không xong, không thể làm gì khác hơn là cũng theo lực đỡ của Phủ Cầm mà nhảy lên lưng ngựa. Ngồi ở phía sau, Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ôm Ngọc Kỳ vào lòng, hai tay nắm lấy cương ngựa cười một cái. Mọi người cũng tiếp tục đi tiếp. Ngọc Kỳ ngồi ở trên ngựa cảm thấy hai tay nóng bừng, tâm lý hoảng loạn, nhưng lại không tiện nói ra. Liếc mắt nhìn chúng tỷ muội đi bên cạnh, vẫn là vui vẻ cười đùa. Mọi người đang nói chuyện cười nói rất vui, phía sau rất nhiều tên ăn xin đã chạy đuổi theo họ. Tâm tình mỗi người dường như đều rất là khẩn trương, mà hành động cũng là hết sức vội vàng. Xem ra dường như phía trước đã xảy ra cái chuyện gì đó. Đám ăn mày, Giật Trần đột nhiên nghĩ tới ăn mày, chính là tên ăn mày đó. Lúc trước, cái tên khiếu hóa này đã đuổi theo Tiểu Vũ, muốn bắt huynh muội của hắn cũng là tên ăn mày, cướp túi nãi nãi của hắn cũng là ăn mày. Bọn chúng là người của cái bang ư? Trong tình huống này xuất hiện nhiều đệ tử cái bang như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Lẽ nào Tiểu Vũ? Là Tiểu Vũ? Trong lòng Giật Trần nghĩ tới như vậy, lẽ nào Tiểu Vũ đang thực sự ở phía trước ư? Trong lòng của hắn càng là sốt ruột, vì vậy cúi người xuống mà nói: Phủ Cầm muội muội, ta... Do dự một chút lại không dám nói. Không phải là hắn không dám, mà là không biết nên mở miệng như thế nào. Đại thư sau lưng lại hỏi: Chủ nhân có việc xin cứ việc phân phó. Giật Trần lại chỉ xin lỗi mà cười nói: Ha ha, ngựa của ta vốn là cho một người bạn tốt mượn, nhưng là bây giờ lại chỉ có một mình nó trở về. Ta sợ bằng hữu của ta phía trước sẽ gặp chuyện không may, cho nên ta muốn... Phủ Cầm lập tức trả lời ngay: Chủ nhân người cứ yên tâm đi trước đi, đám nô tỳ sau đó liền đi theo sau. Chủ nhân xin mời. Giật Trần ở trên ngựa vùng tay với đám người chúng nữ: Chúng muội muội hãy cẩn thận. Hắn nói xong liền kéo căng dây cương ôm lấy Ngọc Kỳ, đá một cái vào bụng ngựa. Hí hí, bảo mã Thái Bình dường như vội vàng phi lên, phóng như bay theo cùng bụi bay mì một. Trong lòng Giật Trần vô cùng nhớ mong Tiểu Vũ,
vì vậy đã phóng ngựa càng lúc càng nhanh. Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy hàng cây bên cạnh lướt nhanh như bay, để lại phía sau lưng cô. Cô chưa từng có trải nghiệm nào như vậy. Vô cùng hưng phấn, Ngọc Kỳ bị gió thổi vào mắt, khiến hai mắt sớm đã không mở ra được. Nhưng là vẫn không muốn nhắm mắt lại, dựa thật sát vào trước ngực Giật Trần. Hai tay cũng không biết nên để ở đâu. May mắn Thái Bình tiến độ rất ổn định, dường như đang bay trên mặt đất vậy. Ngay phía trước xuất hiện một con sông nhỏ dài khoảng một trượng. Thái Bình không chút do dự dồn hết khí lực ra sức nhảy, hí dài một tiếng, vững vàng rơi vào bên bờ kia. Ngọc Kỳ cũng là đã ngã vào người Giật Trần, hai tay nắm thật chặt quần áo của Giật Trần. Còn hai mắt nàng thì nhắm nghiền, chỉ cảm thấy vừa giống như là đang bay trên không trung vậy. Cũng may Thái Bình là con ngựa tốt, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của Giật Trần cũng là rất tuyệt. Thái Bình lại tiếp tục phóng như điên ở trên đại lộ. Khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, rốt cuộc cuối cùng con đường lớn đã xuất hiện một ngọn ốc xá. Dần dần nhà cửa cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều. Xem ra không phải là một ngôi làng nhỏ. Đợi chạy tới gần trước mắt, quả nhiên ngay phía trước xuất hiện một bảng hiệu lớn ghi dòng chữ Thị trấn Tĩnh Bình. Xem ra không phải làng, mà đây chính là một thị trấn nhỏ. Khiến ngựa chạy chậm hơn một chút. Lúc này giữa lúc buổi trưa, trông dọc theo con phố, nhà nào cũng đã đều đóng cửa. Biển hiệu các quán cũng đã thu lại, cánh cửa bộ tràng đều khép chặt. Các quán ven đường một cái cũng không có. Trên con đường yên tĩnh một cách thần kỳ, nhà nào nhà nấy đóng cửa gắt gao. Biển hiệu Thu Hương Các trên lầu 2 cũng bị gãy rủ xuống dưới. Trên mặt đường một đống đồ nát còn chưa kịp dọn dẹp. Đồ chơi hoa quả bị dẫm đạp như ở trên đường, sọt đồ cùng với những tấm gỗ đều đổ ngang đổ dọc trên đường phố. Giật Trần lại thả chậm tốc độ của con ngựa, cẩn thận quan sát. Trên mặt đất vẫn còn có một vết máu chảy dài, càng đi về phía trước còn có đào kiếm gãy vụn. Trong lòng Giật Trần thầm thốt lên một tiếng, nguy rồi. Giật Trần trong tâm âm thầm lo sợ, nơi này vừa mới nhất định là đã trải qua một trận đại chiến. Ngọc Kỳ cũng tỉ mỉ quan sát xung quanh mà nói, chủ nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Giật Trần có vẻ rất là lo nghĩ. Ta cũng không biết, trước tiên cứ đi về phía trước xem sao. Đi dọc theo vết máu tìm kiếm, hắn tin chắc chắn là bọn họ cũng chạy không xa. Mà đám người cái bang kia nhất định là vừa mới đi ngang qua, chắc chắn cũng không thể chạy quá xa với bọn họ. Lúc này trong lòng Giật Trần hết sức lo lắng cho an nguy của Tiểu Vũ, vạn phần bất an, lập tức thúc ngựa chạy theo hướng đầu đông của con ngõ hẻm. Nhưng lại thỉnh thoảng còn nhíu mày, rất sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Hắn thúc ngựa càng lúc càng nhanh, rất nhanh chóng liền chạy tới phần cuối của con hẻm. Vừa chuyển sang hướng nam sao, thật là nhiều người. Nhưng bảo mã Thái Bình chạy đến đây lại không có chạy lên phía trước nữa, vẫn cúi đầu hà hơi, một hồi hí, ngựa đầu hí dài một lúc. Giật Trần ngồi ở trên ngựa định thần nhìn lại, thật là nhiều người. Bên ngoài là đám ăn xin, có người còn cầm theo vũ khí, có người thì không, dường như đang hình thành trận thế 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Kết cấu là hết sức nghiêm mật, nhất định là đang bao vây một người nào đó. Giật Trần càng khẩn trương hơn, trong lòng hắn sợ người đó là Tiểu Vũ, lại cũng hy vọng là tỷ đệ Tiểu Vũ. Bây giờ đám ăn mày này càng lộ ra vẻ chán ghét. Không biết bọn họ rốt cuộc là có thù hận gì với đám ăn xin kia. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để giúp bọn họ mới được. Đương nhiên ở bên ngoài nhìn không thấy tình hình bên trong, vì vậy Giật Trần nói với Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ muội muội, muội ở chỗ này chờ ta, bằng hữu của ta khả năng là đã bị cái đám ăn xin này bao vây ở giữa rồi. Hai mắt Ngọc Kỳ mở to, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng gật đầu. Giật Trần tung người phi xuống ngựa, đi nhanh đến phía sau đám ăn xin, vẫn là không nhìn thấy được gì ở bên trong. Hắn dĩ nhiên thuận tay đẩy tên ăn mày gần nhất ra ngoài rồi nói, này này, xin cho hỏi. Lời còn chưa kịp nói ra, lại chỉ thấy tên ăn xin kia quay người rung lắc, khiến Giật Trần hùng hằng ngã văng ra ngoài. Giật Trần trực tiếp ngã trên mặt đất, kêu lên ui ra một tiếng. Ngọc Kỳ nhìn thấy thế kinh hãi kêu lên, hai chân hít lên yên ngựa, lập tức giống như chim ăn bay đến bên cạnh Giật Trần. Nàng nâng Giật Trần đứng dậy. Tên ăn xin đột nhiên nghĩ rằng có người đánh lén đằng sau, tự nhiên là theo phản ứng, vội vàng xoay người đánh trả. Ngươi là ai? Tại sao lại chỗ này? Vì sao còn dám đánh lén ta?
Giật Trần đứng dậy, mặt ngọc kỳ tức giận mà nói: "Này, cái tên khiếu hóa nhà ngươi, vì sao dám ra tay đánh chủ nhân của chúng ta?" Hết hồi thứ 15.